Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh, thứ 5, ngày 16 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 0, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0921, 6861, 0011. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1241. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87550, 72998, 88620, 97450, 24808, 32239, 00925. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85865, 29531. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68730. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50821. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 1, 2, 7, 5, 6. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 1, 2, 7, 5, 6.